đâu nha mọi người ơi. Vô tiếp tục 3 áo chăm mọi người ơi. Còn ít thôi, không còn nhiều đâu. Vô nha mọi người ơi, vô mới chơi. Bữa nay là sợ nguyên một khu luôn. Bộ chị đang ăn mặc hả? Bộ chị đang mặc 23 em. 203 là cái chất rất là dày luôn nha. Cái này thì nó có muốn ngực sẵn nè. Cái này mình mặc không có cần mặc áo ở trong luôn, tại vì nó có muốn ngực rất là dày. Đó, lên form bao chữ to đẹp luôn. Cái này 60kg vẫn vừa. Nó có mấy màu đó quên. Ai mình coi màu mẫu này thì cứ nhắn tin nha. Rồi vô nha mọi người ơi. Bữa nay em lên áo đầm set sợ quá nhiều luôn, xung quanh là toàn đồ không luôn á. Vô nha. Cái set em đang mặc là chất rất là dày, và quần của nó là nó bao thùng áo thì nó thùng nên nó coi dạng dễ mặc lắm mọi người. Mức ngực đầy đủ ha. Em mới về có nhiều màu. Rồi áo này có hai cái mọi người ơi. Ai lấy mình chốt luôn ha, hàng Quảng Châu. Em mới về nhưng mà giờ nó còn có hai cái à. Em sale luôn nha. Chung combo 3 áo trăm luôn nha. Sale đúng lỗ luôn á. Nè, tem mạc đầy đủ hàng Quảng Châu nha. Rồi mẫu này thì em còn có hai cái thôi. Dạng baby doll nó mọi người mình phối với lại quần quần đùi á, ok nha. 3 áo trăm luôn. Rồi mẫu này hai cái, chế là mình lấy chốt giùm em áo trắng nha. Ủa xe chưa? 3 áo trăm rồi, xe đi. Rồi mẫu này là 3 cái 100 nha mọi người, em còn có 2 cái là hàng Quảng Châu ha. Có 2 cái là ai lấy một chốt rẻ 3 áo 100 á. Ê ghim giùm chị nha, ghim chị 3 áo 100 á. 3 áo 100 bữa nay em còn ít thôi mọi người. Lát chủ yếu là lên đầm hết, phong cộng có luôn. Em thấy chị cái cây đó luôn á, xem rẻ. Ờ cây sơ mi nè, sơ mi này là form bự luôn nha, form dấu quần dạng như đầm luôn rồi đó. Có để em cho lên. Rồi áo trắng cho Ngọc Nhiên. Rồi chốt nha. Rồi còn cái trắng là ai lấy mình chốt luôn giùm em nha. Áo 3 cái 100 em ngon ít hơn mọi người. Rồi sơ mi nhũ nè. Nhũ thì em cũng còn có một cái nè. 3 áo 100 luôn ha mọi người. Mấy trái mình báo ghé lấy hay ship giùm em nha. Ship thì nhắn em số điện thoại, còn ghé lấy thì mình cứ báo ghé thôi, tại vì ở gần thì cứ báo ghé. Cái này cái chất nó đẹp lắm, tại vì dùng trong thùng nó hơi nhăn lắm mọi người. Cái này dạng phông rộng luôn á, hơi nhăn nha. Em sale rẻ 3 cái 100 luôn. Bình thường mỗi ngày bán ở shop là 56. Và cái mẫu nơ này hôm qua là em shop lại còn màu trắng với màu đen. Ai lấy thì chốt luôn ha. Áo này bữa nay là gần hết sạch rồi mọi người, áo 3 cái 100 gần hết. Nên là ai mình gom được mẫu nào thì mình gom luôn ha. Em sale rất là rẻ, tại mấy mẫu thì bình thường bán 130, 140, 160 thôi. Rồi áo trắng cho Thụy Nguyễn em ơi. Rồi báo ghé lấy ship luôn nha mọi người ơi. Báo ghé lấy ship em ưu tiên luôn ha. Rồi mẫu này á, chính giữa là nó một hàng nút như nè. Mặt mình phối với lại mấy mẫu chân váy đóng thùng vô là ok ha. Tay dài phối lưới lưới rất là mềm luôn. Em còn màu đen với màu trắng, ai lấy chốt đơn ha. Xung quanh có màu da, chắc có màu da. Hết da mọi người ơi. Rồi
rồi đen trắng nha. Ai lấy mình comment giùm em nơ trắng hoặc là nơ đen nha. Đèn chưa gần nè, chốt rất là đẹp nha mọi người. 3 áo 100. Rồi tiếp nhắn con hỏi gái ơi. Rồi nhắn số điện thoại hoặc là inbox luôn cái số điện thoại địa chỉ luôn nè. Rồi mình comment giùm em áo trắng hoặc đen nha, 3 áo 100. Cái này em chơi sơ qua thôi tại vì gần hết rồi nè. Mẫu này mặc đóng thùng cũng xinh luôn nè. 3 cái nơ tay phồng ha, cái này mình phối với lại quần đùi hoặc là chân váy cũng được luôn. Và mình comment áo này áo màu da giùm em nha, áo da cái lưới nó màu da. Rồi nơ trắng, chất liệu lông rất là mềm nha, không có bị ngứa như mấy chơi. Rồi lông 3 áo 100 luôn ha. Cái này cái nơ nhưng mà cái này tại chưa có ủi á. Mẫu này thì mình tầm 53-54 kg đô lại vừa. 3 áo 100. Rồi nơ trắng cho Mỹ Trinh, báo giá lấy hay ship nha mọi người. Rồi mẫu này là tay phồng áo cổ đắp chéo nha. Rồi áo da cho Mai Bùi Ngọc. Cái này 3 áo 100 luôn nha mọi người, chất thun rất là dày nha. Tay phồng, mình mặc cái quần đùi là ok á. Cổ đắp chéo, cái cổ đắp chéo thường là mình điều chỉnh rất là dễ nha. Mỗi này có 1 cái thôi, thun dày co dễ nha, 60 kg đổ lại vừa luôn. Rồi mình comment thun cổ chéo nha. Rồi nơ trắng em còn nha mọi người ơi. Rồi trắng cổ vuông giùm em nha, mẫu này em có 1 cái duy nhất luôn. Trắng cổ vuông. Rồi thun cổ chéo cho Bùi Anh cái mới thật. Rồi áo hồng cánh tiên cổ vuông luôn mấy chị ơi. Rồi trắng cổ vuông cho Mỹ Linh một cái. Rồi trắng cổ vuông hết mọi người ơi. Hồng nha, hồng cánh tiên đây nè, nó to giãn nha. Phía sau cũng to giãn luôn, có cái gì nhất. Đây cái mẫu nơ còn nên ai lấy trắng nơ còn mang trắng nơ em, trắng nơ còn 2 cái 3 cái 2 cái. Đây đem một cái nơ lại luôn nè. Trắng nơ hoặc đen nơ giùm em nha mọi người. 3 áo 100 là gần hết rồi nè. Rồi ai lấy comment giùm em hai trắng nơ hoặc đen nơ. Trắng nơ còn 2 cái, đen nơ còn 1 cái. 3 áo 100. Rồi trắng tay phồng giùm em nha mấy chị ơi. Trắng tay phồng mặc với quần đùi ok ha. 3 cái 100 luôn. Rồi nơ màu da còn sót lại 1 cái. Áo sáng rồi chốt hết luôn này. Rồi nơ màu da còn cái nha mọi người, chất rất là đẹp luôn á. 3 cái 100 quá rẻ. Cái gì tôi chắc tay phòng chị coi lại nó dính mực cái gì. Rồi trắng tay phòng dính mực rồi nàng ơi, quỷ trắng tay phòng nha mọi người. Rồi nơ da cho ý Yến Ngô nè. Còn trắng da, còn trắng nơ với đen nơ nha mọi người. Sơ mi này hình như còn 1 cái 2 cái. Cái mẫu không, bây giờ còn trắng trắng nơ với đen nơ thôi. Mẫu đó màu da hết. Rồi này 3 áo 100 luôn nha mọi người, chốt rất là mướt luôn ha. Còn trắng với đen nha mọi người, hết trơn màu da. Cái gì? Nơ da cho trang tay chứ không phải Yến Ngô. Ừ, Yến Ngô trang tay không có nha nàng ơi. Bộ đang mặc 230 chất rất là dày, muốn thật đầy đủ nha mọi người. Rồi Thủy Nguyễn chốt cái trắng nơ kìa. Ừ. Rồi sơ mi giùm em nha mọi người, sơ mi họa tiết nha. Em có 2 cái, 3 áo 100 mọi người ơi. Nè cái nơ, nơ màu đen nè, em có 1 cái nè, ai lấy mình chốt luôn. Phối với lại quần đồ ok nha, tay phồng. Hồi nãy em
màu trắng nó bị dính mực rồi. Rồi còn màu đen, ai lấy đen comment đen nha. Đen ở ngoài nó đẹp lắm á mọi người, vô trong like cái nó bị cháy cái đèn. Rồi trắng nơ nè, trắng nơ em còn nữa nè, ai lấy comment luôn, trắng ở ngoài đẹp lắm á. Tại vì thường mấy cái màu nâu nâu vô nó hút đèn lắm. Rồi váy bi 3 cái 100 luôn. Nơ đen tay phòng ngắn đó, cho gì. Rồi Mỹ Lanh, báo ghé lấy hay ship giùm em nha mọi người. Thôi đen nơ còn. Rồi em còn đen nơ tay dài nha mọi người ơi. Rồi còn đen nơ tay dài thôi, ai lấy đen nơ tay dài comment giùm em nha. Còn đen nơ tay dài với trắng nơ tay dài nha. Rồi váy bi cho Quỳnh Thảo. Rồi đen nơ trắng nơ còn nha, ai lấy thì comment tiếp. Rồi áo thun tay dài có khoét nhẹ hai bên vai á mọi người, giống với cái mẫu đầm thiết kế giờ á. 3 áo 100 luôn ha, cái mẫu này em còn cái luôn, không coi dễ nha. Tay dài ai lấy đen hả, trắng nơ cho Hoàng Kim Đặng. Rồi áo thun này phía trước là cổ nó bình thường, phía sau là nó đang chéo nè, đang chéo hở lưng. Hoàng Kim Đặng ơi, mình ghé lấy hay ship báo giùm em nha chị. Áo này chắc không coi giãn nha mọi người, 3 áo 100. Rồi mình comment mẫu này nơ đen giùm em nha mọi người, còn cái 3 áo 100 luôn, nơ đen. Body. Rồi trắng nơ đen cái đó luôn cũng đúng rồi. Rồi ôm body cánh tiên hả. Rồi trang tay cái trắng nơ đen. Rồi trắng nơ đen hết nha mọi người. Rồi mẫu này 3 cái 100 luôn nè mọi người ơi, mức ngực đầy đủ ha.